Xin chào mọi người, lại là mình, Quang Giáp đây. Xpander 2022 đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với nhiều tinh chỉnh và thay đổi và sẽ là đối thủ chính của Toyota Veloz. Đây là bảng giá của cả hai dòng xe. Xpander bản AT Premium và Veloz bản tiêu chuẩn đều có giá là 648 triệu, nên mình sẽ so sánh hai phiên bản này với nhau. Về ngoại thất, mỗi xe có một thiết kế khác nhau, đẹp, xấu, tùy gu của mỗi người. Còn trang bị bên ngoài khá tương đương nhau. Xpander chỉ hơn ở một điểm nhỏ là mâm 17 inch so với Veloz là 16 inch. Nhưng bánh sau vẫn dùng phanh tăng trống, còn Veloz là phanh đĩa cả 4 bánh. Về kích thước thì Xpander nhỉnh hơn và có khoảng sáng gầm xe lên đến 225mm, trong khi Veloz là 205mm. Về nội thất, Veloz có điều hòa tự động, màn hình người lái dạng LCD, Xpander thì không. Cả hai đều sử dụng phanh tay điện tử, Xpander hơn ở bộ ghế da và tính năng Cruise Control. Về động cơ, cả hai có thông số tương đối giống nhau, mô men xoắn của Xpander nhỉnh hơn một chút. Xpander vẫn dùng hộp số AT 4 cấp, còn Veloz là CVT. Về trang bị an toàn thì Veloz nhỉnh hơn với 6 túi khí, Xpander chỉ là 2. Veloz còn có cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang. Trên đây là so sánh nhanh của mình về thông số của cả hai mẫu xe. Là bạn thì bạn sẽ lựa chọn mẫu xe nào? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.